Xin chào tất cả các em. Thầy giới thiệu, thầy là Lương Quang Huy, giáo viên trường Trung học phổ thông Khoái Châu, cơ sở 2. Hôm nay thầy cùng với các em đi tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay. Bài 19, máy đu thanh. Để trợ giúp cho các em thu nhận tốt phần kiến thức của bài học, các em hướng lên trên màn hình, chúng ta xem một đoạn clip. Sóng radio rất thần kỳ. Đó là một dạng năng lượng mà bất thường không nhìn thấy được. Chỉ cần một anten như thế này cũng có thể thu sóng và chuyển đến một đầu thanh thô sơ do tôi chế tạo ra. Đầu thu này không có pin, nó hoàn toàn phụ thuộc vào sóng radio trong không khí. Âm lượng của nó hơi yếu nên tôi sẽ đưa nó lại gần một chiếc micro để quý vị có thể nghe được. Có lần tôi đã thành công trong việc thu sóng phát thanh của đài tiếng nói Israel phát đi từ thủ đô Jerusalem. Mặc dù đài radio thì là một cỗ máy thần kỳ, nhưng do nó xuất hiện từ quá lâu nên hiện tại đài chỉ được coi là một đồ vật bình thường. Ngay cả những thiết bị điện tử trong lòng chiếc đài cũng trở nên vô cùng thân thuộc. Trong chương trình này, tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy loại sóng radio đã được phát hiện ra trong hoàn cảnh nào và những chiếc máy thu thanh đã thu sóng radio như thế nào. Tạo ra sóng radio rất đơn giản, bất cứ thiết bị điện nào cũng có thể tạo ra sóng radio. Tất cả các thiết bị điện phát ra sóng radio mà ta gọi là những sóng nhiễu. Các bạn có thể nghe thấy sóng nhiễu này trong máy thu thanh. Đó là lý do vì sao những tia chớp có thể gây nhiễu sóng radio. Ngay cả tia lửa điện nhỏ bé trong một công tắc điện cũng có thể tạo ra những âm thanh nhỏ bé trong máy thu thanh. Nhưng nếu không có máy thu thanh, ta thật khó có thể phát hiện ra loại sóng này. Các nhà khoa học chỉ tin vào sự tồn tại của sóng radio từ cách đây hơn 100 năm. Những thí nghiệm của nhà vật lý học Heinrich Hertz thực hiện năm 1887 cuối cùng đã có thể thuyết phục của các nhà khoa học. Lần đầu tiên sóng radio được chứng minh sự tồn tại là ở Anh sau một thí nghiệm do nhà khoa học Oliver Lodge thực hiện tại bệnh viện Hoàng Gia để tạo ra sóng radio. Hertz đã sử dụng rất nhiều tia lửa điện để tạo ra một cỗ máy có tên là bobin cảm ứng. Đặt cách nhau một hẹp. Hai tấm kim loại này có thể được coi như những anten. Còn đây là những điện tử âm của hẹp. Đó là một cái vòng bằng đồng. Khi biểu hiện lớn tập kia tạo ra sóng radio. Sóng radio này sẽ cung cấp đủ năng lượng để tạo ra tia biểu hiện phóng từ đường này sang đường kia của chiếc vòng. Khi hai đường này được liên sát lại với nhau. Từ giữa hai đầu chiếc vòng như thế này, hãy bắt đầu thí nghiệm như sau. Nếu các bạn quan sát kỹ màn hình, các bạn sẽ thể thấy một tia lửa điện rất nhỏ được phóng từ quả cầu này sang quả cầu kia. Tia lửa điện này rất nhỏ, chính vì thế Hertz đã phải thực hiện thí nghiệm tầm bóng tối trong vòng 15 phút. Đồng thời ông phải dùng kính lúp mới quan sát được tia lửa điện nhỏ của nó. Cho các thiết bị của mình. Người đầu tiên sử dụng sóng radio để truyền tín hiệu chính là Guglielmo Marconi. Marconi phải trải qua một cuộc đua vất vả. Mẹ của ông là con cháu của dòng họ Jensen, chuyên sản xuất rượu whisky ở Hà Lan. Và đến thế kỷ 19 cả đây, bà đã lấy chồng là một ông chủ giàu có, nhưng ngay sau đó bà đã không thể sống nhà. Cuộc đời Marconi đã trải qua từ châu Âu bằng việc lên du lịch khắp châu Âu từ bố mẹ của ông. Không quan tâm lắm đến sự học, thay vào đó cậu thực hiện các thí nghiệm khoa học nhiều và một vài trường hợp gia đình. Đại học, nhưng một thời gian sau cậu đã tìm được bài viết về những thứ của khách. Đây là trước cậu đã bắt đầu tiến hành các thí nghiệm và nhanh chóng thành
cho rằng khi với một đầu thì thiết bị với một sợi dây dài và đưa lên cao, antenna sẽ thích chóng tốt hơn antenna của ông. Ông tiếp tục sử dụng ý tưởng của mình bằng cách gắn đầu còn lại của sợi dây xuống đất. Lúc đầu MacBook chế tạo một cách sóng radio về cái nguồn phát của ông. Máy phát sóng radio tôi xưa này đã có thể truyền đi xa một cách khá ngạc nhiên. Ông đã sử dụng một máy phát thanh nhạy cảm hơn rất nhiều mà người ta gọi là Coherer. Đó được chế tạo phần chính cho đài thiết kế của Olivia Lodge. Đây là một sản phẩm trong tự làm tại nhà. Nó có cấu tạo gồm một tấm chiếu hạt chiếc đen. Bạn sẽ gắn một Coherer vào đầu ống tay trên dao và gắn Coherer còn lại với đầu cắm xuống đất. Coherer phát hiện ra sóng radio. Và nó hoạt động từ khi tóc kích hoạt theo dòng điện thoại không thấy được những dòng điện thoại khá phức tạp nhưng những dòng điện thoại đó lại rất đơn giản và nhân viên có một yêu cầu nhỏ mà bạn cần đặt vào trong quá trình thực hiện thí nghiệm bạn lắp thêm sao để thử sửa của nó không trở lại sau mỗi lần chuyển thí nghiệm trong phần ra hiệu trở ích thực hiện thí nghiệm mà bác sĩ đã đưa cho anh chị hỏi. Đây là một phát sóng radio của ông với một cơ tin cảm thấy giống như những gì khác đã chỉ đạo. Còn những phần mềm sẽ được trung tâm năng lượng của các nhiều địa điểm. Một đầu của cô máy chủ yếu là áo tay và đây là máy chủ phát radio. Áo tay chỉ gắn ở đây, còn phôi đưa thì vẫn thay đổi chủ tinh. Mặt nhiễu nằm ở trong không gian khí nhiễu. Không nên là nam châm báo hiệu có một loạt các chương trình ngắn và dài khác nhau. Cỗ máy này chỉ có thể phát sóng đi xa 5 km, nhưng mất đã tăng độ nhạy cảm của tôi cho kích thước của việc phát sóng để có thể truyền thông tin đi xa 5 km. Một phát sóng lớn hơn được ổn hơn, chính vì vậy ông đã phải cho nó vẫn trong một cái hòm bằng gỗ. Đây là địa điểm đến của chương trình của bác Tony và chúng ta không thể chỉ sử dụng. Ta có thể nghe thấy những người dùng một phát trên thử nghiệm với cả tần số dài. Đôi khi các thử nghiệm tạo ra những sóng không đều nhau với các loại tần số có độ dài khác nhau. Ta cần một nguồn phát khác hơn là nguồn phát từ thử nghiệm. Và đây là giải pháp nó giống như cấu tạo trong của một chiếc máy thu thanh hiện đại nhưng những chi tiết vẫn còn rất đơn giản. Ở đây có một cái phụ kiện mà ta gọi là năng kiện điện. Đây là một dãy những thông tin loại từ với nhau mà ta gọi là phụ kiện. Rất nhanh từ năng kiện điện sang phụ kiện và tạo ra khoảng nhịp ta động của một dây. Năng kiện này thì sử dụng kết quả dao động. Bạn có thể thấy sống ra như chuyển qua dây dẫn lời từ máy hiệp sóng có gắn với một cột ăn tay. Đang xem lại phần phản diện và khu vực điện nghe. Bạn có thể thấy những giai đoạn đến trên màn hình. Chính là sóng radio máy không có kiểm soát. Chúng tôi phải phát sóng radio chỉ bị kiểm soát điện. Các bạn có thể tạo ra loại sóng radio rất lộn xộn. Sau khi hoạt hiện loại máy phát sóng radio này thì theo chân điện, chúng ta lại chấm lưu hành lại máy phát sóng thì được tiêu hủy hiện thì không thể chặn nhiều sau thì sẽ có thể chứng giám đã được xử lý. Máy phát thanh được coi là một cái dùng của gì đó, tôi nghĩ nó có thể làm cho bệnh nhân phải đi tiểu. Trạm phát sóng truyền thanh đầu tiên vẫn còn rất hạn xíu. Nó chỉ có thể truyền các thông điệp đơn giản với cả tín hiệu mốt khi chưa truyền được tần sóng. Ta sử dụng tín hiệu mốt để truyền thông tin qua sóng hoặc từ thông điệp mã hóa trong các cỗ máy không điều khiển chúng ta.
Trên đây các em đã xem một đoạn clip nói về máy thu thanh. Hôm nay thầy cùng với các em đi tìm hiểu vào nội dung cụ thể 1 năm A khái niệm về máy thu thanh. Âm thanh muốn truyền thông đi xa thì phải biến thành tín hiệu điện. Tín hiệu điện này có tần số rất thấp, tức là tín hiệu âm tần, nên không có khả năng bức xạ thành sóng điện từ. Sóng điện có tần số là 10 kHz mới bức xạ và truyền đi xa được. Tín hiệu âm tần phải được điều chế vào một sóng cao tần bằng cách điều chế biên độ AM hoặc là điều chế tần số là FM. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi. Trong điều chế tần số, thì biên độ sóng mang không thay đổi, chỉ có tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi. Vậy, máy thu thanh là thiết bị điện tử dùng để thu sóng vô tuyến điện, truyền thanh. 2 năm A, sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy thu thanh. Các em hướng lên màn ảnh. Đây là một số máy thu. Trên màn ảnh, đây là một số loại máy thu thanh. Sơ đồ khối của máy thu thanh. Ở trên hình ảnh, các em quan sát, thì đây là một cái sơ đồ khối của một máy thu thanh. 2 là nguyên lý làm việc. Chức năng của từng khối, khối chọn sóng thì có nhiệm vụ điều chỉnh cộng hưởng để lựa chọn sóng cần thu. Khối khuếch đại cao tần thì khuếch đại tín hiệu cao tần làm tăng thêm độ nhạy. Khối dao động ngoại sai tạo ra sóng cao tần trong máy với quy luật là luôn cao hơn sóng định thu một trị số không đổi 465 kHz hoặc là 455 kHz. Trộn sóng. Trộn sóng thu của đài phát với sóng cao tần trong máy cho ra tần số là 465 kHz. Với khuếch đại trung tần. Khuếch đại tín hiệu trung tần 465 kHz. Khối tách sóng có nhiệm vụ tách lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần để đưa tới khối khuếch đại âm tần. Khuếch đại âm tần thì khuếch đại tín hiệu âm tần lấy từ đầu ra của các tầng tách sóng rồi phát ra loa. Khối nguồn thì cung cấp điện cho máy thu. Về nguyên lý hoạt động của khối tách sóng, phần này các em hướng lên trên màn ảnh và chúng ta quan sát, chúng ta tìm hiểu và tự thu lượm kiến thức. Sau đấy chúng ta tổng hợp kiến thức của mình vào trong vở ghi hoặc là chúng ta nhớ được phần này. Nội dung bài học của chúng ta hôm nay đến đây chúng ta dừng. Thầy cùng với các em sẽ tìm hiểu nội dung bài học vào giờ học lần sau.